Vâng, nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người mà còn gây ra nhiều tác động xấu tới thú cưng. Những ngày này để giúp chó, mèo không bị sốc nhiệt thì nhiều gia đình đã nghĩ ra cách lắp thêm điều hòa hoặc là bật quạt mát để làm mát. Và tuy nhiên thì việc tiếp xúc với nhiệt độ thấp trong một thời gian dài lại khiến thú cưng dễ dàng mắc các bệnh về hô hấp như là ho, viêm phổi, gây ra sự lo lắng cho sức khỏe của thú cưng. Cho nên là nhiều gia đình đã đưa những con vật này để đến bệnh viện hay các spa để truyền nước và bổ sung thêm chất dinh dưỡng. Theo Bệnh viện Thú y Hà Nội, các bệnh thường gặp ở thú cưng trong mùa hè nắng nóng là sốc nhiệt, say nắng, cảm nắng, bệnh hô hấp, bệnh về lông, da. Trong 5 ngày qua, số lượng thú cưng bị ốm phải đến truyền nước tại bệnh viện đã tăng gấp 2-3 lần so với trước. Bệnh viện đã phải huy động tối đa nhân lực, chia làm 2 ca sáng và chiều với số lượng từ 5 đến 6 nhân viên trên một ca trực để trực tiếp truyền nước và giám sát thú cưng. Thời gian truyền nước cho thú cưng trung bình từ 45 phút cho đến 1 tiếng trên một chai. Giá cho mỗi dịch vụ này không hề rẻ, dao động từ 500.000 đồng cho đến 1 triệu đồng, tùy số lượng nước truyền. Các bác sĩ khuyến cáo không nên cho thú cưng ra ngoài trời khi nhiệt độ bên ngoài quá cao, thay vào đó nên cho chó, mèo nằm ở những chỗ mát, thoáng nhiệt độ tầm 28 cho đến 30 độ C, ăn uống đầy đủ, đảm bảo cơ thể thú cưng không bị mất nước.